Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trách nghiệm vn phần mềm phi lợi nhuận. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn kiến thức, học câu hỏi trách nhiệm để tham gia dự thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức. À, các bạn tham gia dự thi nâng ngạch công chức, các bạn tham gia dự thi tuyển công chức viên chức, các bạn học lớp bồi dưỡng chuyên viên theo quyết định 3309 của Học viện Hành chính Quốc gia và các bạn học lớp bồi dưỡng chuyên viên chính theo quyết định 3304 của Học viện Hành chính Quốc gia học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm. Các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn. Thông qua các bạn học câu hỏi trắc nghiệm cho luật luật khám chữa bệnh năm 2023 à, mới nhất ban hành. À, các tài liệu khác hoàn toàn học tương tự. À, các bạn vào Google, các bạn tải cái file à, luật khám chữa bệnh à, năm 2023. À, các bạn lưu về máy tính của các bạn. À, các bạn lưu sang file út chẳng hạn mỗi khi học các bạn mở lên à, Các bạn phải chú ý là khi các bạn mở lên nó chia lấp mất màn hình rồi à, Đối với Windows thì có nốt cửa sổ Nó điều khiển cửa sổ nằm bên tay tay phải trên cùng màn hình các bạn Macbook nằm tay trái Các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt dấu trừ Nhấn nốt trái một lần à, Nó thu nhỏ Các bạn muốn mở lên thì các bạn lại chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ dưới đáy màn hình Nhấn nốt trái nó mở lên à, Như vậy chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm À, vừa à, học ừ. à, lý thuyết là như vậy. Sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn dữ liệu nó lớn. Các bạn có thể học trên điện thoại nhưng nó chậm là vì dữ liệu nó lớn lắm. Cho à, nên các bạn học trên máy tính. Các bạn khởi động trình duyệt sau đó các bạn gọi cái địa chỉ là http hai chữ t à, dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nghiệm chấm viên. À, các bạn ấn enter thì nó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi. À, các bạn có thể gọi cái cách thứ hai là các bạn lấyừ Facebook 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 ba chữ Facebook chấm hình thức trắc nghiệm chấm VN. À, hình thức trắc nghiệm à, chấm vn.vn chấm VN. đó có hai cách thì các bạn thay cái cụm từ virus Facebook Facebook chấm đó thì bằng cái 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 cụm từ này cũng được thì các bạn cũng xuất hiện cái giao diện này À, tốt nhất là các bạn gõ http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm vn là có hai cách các bạn dùng cách nào cũng được sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi các bạn có ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi thí dụ hôm nay các bạn có ký danh mật khẩu môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển viên chức y tế là mục số 7 này các bạn để con trỏ tại mục số 7 các bạn nhấn nút trái một lần à, sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi các bạn có cái danh mật khẩu thì các bạn phải bí mật vì sao là phải bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn à, vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình à, vào trong này thì các bạn thấy à, có rất nhiều tài liệu để các bạn lựa chọn các bạn học để có kiến thức các bạn vượt qua kỳ thi các bạn học để có, có kiến thức khi chúng tuyển làm việc tốt hơn thì à, các bạn à, đây người ta gọi là kiến thức nền À, các các bạn làm tốt kiến thức nền thì các bạn sẽ à, à, công việc của các bạn rất tốt à, các bạn phải học để có kiến thức vượt qua kỳ thi để các bạn học để có có kiến thức khi trúng tuyển làm việc tốt hơn à, các bạn phải học như thế nào đó để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì cũng các bạn cũng làm được thì nữa là phương pháp học các bạn hiểu nội dung rồi có phương pháp làm bài để là tin chắc là các bạn sẽ à, vượt qua được đó, phương pháp học là mình phải hiểu nội dung mà, tránh trường hợp học thuộc. Vì sao? Vì các bạn học thuộc thì khi nó không rơi vào đó thì các bạn không làm được. Cho nên là nó gọi là tỷ lệ 50-50, nó rơi vào cái file mà mình học thuộc, à, nội dung câu hỏi, nội dung phương án, trả lời. À, nên nếu không rơi vào đó thì mình không làm được. Vì vậy các bạn không nên chọn cái phương án lại 50-50, mà nên chọn phương án học để hiểu nội dung. Để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì cũng làm được à, Kinh nghiệm dạy đại học thì giáo thấy rằng là phải học theo phương pháp hiểu nội dung à, hiểu Rồi có năng lực tư duy Năng lực ý, ứng dụng kiến thức và thực tiễn Là các bạn mới trưởng thành được Rồi các bạn ra trường các bạn làm việc mới tốt được Thí à, dụ các bạn học về luật khám chữa bệnh Mới nhất năm 2023 Thì có mục, à, mục 1, mục 2, mục 3 Có 3 mục Các bạn học lần lượt từ mục 1 đến mục 2, mục 3 Nắm tốt từng mục rồi mới chuyển mục khác Nếu chưa tốt thì các bạn lại quay lui Các bạn học lại Thí dụ hôm nay các bạn học mục số 3 Câu hỏi trách nghiệm cho luật khám chữa bệnh à, Năm 2023 Thì à, luật số 15 Năm 2023, Quốc hội 15 Ban hành ngày 9 tháng 1 năm 2023 Các bạn để con trỏ đúng mục này Các bạn nhấn nút trái à, Các bạn cứ học từng mục đó Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới Các bạn thấy thực hiện đề thi Các bạn nhấn nút trái một lần sau xuất hiện chữ Start các bạn nhấn nút trái vào Start có nghĩa là bắt đầu à, Học lần đầu tiên các bạn phải nạp dữ liệu vùm óc các bạn thì các bạn chưa cần làm bài Học lần sau thì các bạn có thể tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình à, Những câu làm tốt thì mình có thể học lướt lại Và Những câu chưa học tốt thì chúng ta lại học lại à, Muốn nộp bài sớm thì các bạn chọn Finish à, Tiếng Anh có nghĩa là hoàn thành ở bên tay trái màn hình Học lần đầu tiên các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình à, để nạp dữ liệu vào box các bạn, à, rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc này, à, nhấn nút trái vào nộp bài kết thúc, rồi các bạn xác nhận, bạn chắc chắn nộp bài kết thúc, à, các bạn rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính để kỳ thi chính thức diễn ra không bỡ ngỡ. À, đúng là gì là đúng là có nội dung đúng như trong tài liệu, sai là cái nội dung đó không có trong tài liệu. À, và cái nội dung đó à, là nó lại sai với tài liệu. À, như vậy các bạn sẽ đọc nội dung câu hỏi còn đúng sai còn phụ thuộc nội dung câu hỏi và phương pháp tư duy cho từng loại câu. Thí dụ các bạn đọc quy định câu thứ nhất này, quy định cấp cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo cấp chuyên môn kỹ thuật gồm những cấp nào? Phương án A là cấp ban ban đầu, à, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu như vậy phương án a là có 3 giá trị, phương án b ban đầu và chuyên sâu thì có hai giá trị, phương án c cơ bản và chuyên sâu là có hai giá trị, phương án d ban đầu cơ bản chuyên sâu và chuyên khoa thì phương án d có bốn giá trị. thì loại câu hỏi này là có nhiều giá trị trong một phương án, thì phương án đúng nhất đầy đủ nhất là tất cả các giá trị đều đúng, phương án sai là có ít nhất một giá trị sai. Đó, xin giới thiệu với các bạn như vậy Thì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này à, Như vậy chúng ta phân giả Cái luật khám chữa bệnh 2023 thành nhiều ý nhỏ Muốn một ý nhỏ giải quyết một tình huống Thì như vậy các bạn nắm rất tốt Đấy, Đây gọi là học kiến thức nền rồi. Như vậy qua câu này Các bạn phải nắm là à, Theo luật khám chữa bệnh Mới nhất thì cấp chuyên môn à, sẽ phân làm bao nhiêu cấp Thì như vậy căn cứ vào à, Điều 104 thì các bạn kích chuột vào file các bạn mở lên các bạn tìm đến điều 104 để các bạn đọc à, nạp dữ liệu vào báo các bạn như vậy các bạn đọc các bạn phải thấy này cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước tư nhân như vậy các bạn phải lưu ý cả nhà nước và tư nhân chứ không phải mình nhà nước nhé được chia thành 3 cấp chuyên môn à, 3 cấp chuyên môn kỹ thuật à, đến đây các bạn thấy là à như vậy là 3 cấp chuyên môn các bạn phải nạp dữ liệu vào báo các bạn là có 3 cấp chuyên môn là các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và của tư nhân chứ không phải mình nhà nước. đó, cái cái đầu tiên các bạn khẳng định. À, lưu ý là tư nhân cũng được phân thành ba cấp chuyên môn, à, chứ không phải mình nhà nước. À, điểm A là cấp khám chữa bệnh ban đầu. Chúng ta chú ý cái chữ ban đầu. đó. À, thì thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú. à chúng ta để ý là thực hiện nhiệm vụ khám bệnh điều trị ngoại trú chăm sóc sức khỏe ban đầu à, quản lý bệnh tật phục hồi chức năng tại cộng đồng chúng ta chú ý cái chữ điều trị ngoại trú đó phương án à, điểm B cấp khám chữa bệnh cơ bản đó chúng ta để ý cái chữ cơ bản này à, ta cứ xem như là à, nó nó nâng lên cơ bản rồi đấy à, thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh à, điều trị ngoại trú nội trú tổng quát đó như vậy à, cấp cơ bản có thêm à, cái điều trị nội chú ăn à, so sánh như vậy đấy các bạn rút ra được nó khác cái từ ở đây à, nội trú tổng quát à, là nó bắt đầu là nó đã à, nó đã khác nhau rồi này à, đào tạo thực hành tổng quát tổ chức cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho thực hành nghề à, cấp thứ hai này cấp thứ ba là chuyên sâu à, chúng ta để ý chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú chuyên sâu như vậy cũng là nội trú nhưng mà nội trú tổng quát và nội trú chuyên sâu đó, để chúng ta các bạn phân biệt từng từ một à, từng 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 câu chữ để các bạn thấy à, nó là à, nó khác nhau à, đào tạo thực hành chuyên sâu nghiên cứu đào tạo liên tục chuyên sâu chuyển giao kỹ thuật trong khám bệnh chữa bệnh đó. sau đó các bạn đọc là một cơ sở khám chữa bệnh tại khoản 2, thì các bạn sẽ đọc tại khoản 2 là à, à, một cơ sở khám chữa bệnh chỉ được xếp vào một cấp chuyên môn thôi chứ không không được cấp 2, các bạn chú ý là một cấp chuyên môn kỹ thuật à, được xếp vào một cấp thôi trường hợp cơ sở khám chữa bệnh thực hiện được nhiệm vụ cả ba cấp chuyên môn kỹ thuật thì vì nó được cấp à, một chuyên môn kỹ thuật cho nên nó làm được cả ba cấp chuyên môn kỹ thuật thì phải xếp vào cấp cao nhất đó là cấp chuyên sâu đó làm được cả ba cấp thì cấp chuyên sâu thế thì làm được hai cấp à, cấp ban đầu và cấp cơ bản thì phân vào cấp cơ bản đó thì các bạn để ý à, trong cái cái điều này các bạn à, nắm được những cái à, ý à, những cái từ ngữ à, rất quan trọng để làm dữ liệu báo các bạn để các bạn thấy giữa cấp ban đầu, cấp cơ bản, cấp chuyên sâu nó giống nhau chỗ nào và nó khác nhau ở chỗ nào. Đó. Thì phải chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta làm câu hỏi trách nhiệm mới tốt được. Cái thứ hai là các bạn thấy này, các bạn lại lại nghĩ lại quá khứ là theo luật khám chữa bệnh cũ thì chúng ta thấy là là phân theo tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương. À, thì như vậy phân như vậy phân theo cái cũ là tuyến xã tuyến huyện tuyến tỉnh tuyến, tuyến trung ương thì từ đó chúng ta thấy cấp trung ương là cấp cao nhất thì sẽ được đầu tư cơ sở vật chất đội ngũ trang thiết bị tốt nhất đó. thì như vậy là à, theo cái, cái 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 hiệu cũ cái cấp cũ bây giờ theo cấp chuyên môn kỹ thuật mới à, theo phân cấp ở à, trong cái kỷ chuyên môn kỹ thuật này theo khám chữa bệnh mới thì chúng ta thấy ba cấp nó không phân biệt đâu là trung ương đâu là địa phương đâu là tỉnh đâu huyện đâu xã à, từ đó các bạn có thể hiểu là tiến tới à, tiến tới là sau này các địa phương mà có điều kiện thì đều có thể xây dựng cơ sở khám chữa bệnh ba cấp kể cả tư nhân à, đáp ứng được cả ba cấp à, sống ở đâu ở địa phương hay ở thành phố trực thuộc trung ương chúng ta đều được thụ hưởng à, cái à, khám chữa bệnh theo ba cấp À, chứ không phải cứ ra trung ương mới có cấp chuyên sâu mà ở địa phương cũng có cấp chuyên sâu từ cái phân này nó rất khoa học để eh, các địa phương chủ động xây dựng à, cơ sở khám chữa bệnh à, theo cái ba cấp này địa phương nào cũng có cấp cơ bản cũng có cấp ban đầu cũng có cấp chuyên sâu để người dân được thụ hưởng à, chăm sóc sức khỏe à, theo cái, cái ba cấp này à, đó thì các bạn cuộc sống bắt đầu nó sẽ bình đẳng giữa thành phố trực thuộc trung ương và các thành phố à, không trực thuộc trung ương đều được thụ hưởng à, cái à, cơ sở khám chữa bệnh theo cái phân cấp này. Đấy các bạn hiểu sâu và nâng cao lên như vậy thì các bạn thấy đây là một cái định nghĩa, một cái phân cấp à, mới theo cái luật mới rất là là tốt, à, nó tiến tới thực hiện à, cái sự bình đẳng, à, cái việc chăm sóc sức khỏe của người dân sống ở địa phương hay sống ở thành phố trực thuộc trung ương. Đó. Theo à, tôi đọc, Mì thầy giáo đọc, thì sao hiểu được cái điều đó. đó. À, như vậy ở địa phương à, chúng tôi có cơ sở vật chất, có đội ngũ, chúng tôi vẫn xây dựng được à, cái cấp à, chữa bệnh chuyên sâu. Đó. Bạn thấy không? Và một cái điều nữa là nhà nước à, cũng thực hiện được ba cấp, tư nhân cũng có à, thực hiện được ba cấp. Đó. Cho nên là à, mở rộng ra. À, để các bệnh viện công và bệnh viện tư để chăm sóc sức à, khỏe cho người dân à, theo cái cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh à, các bạn sau khi các bạn đọc xong thì các bạn phải hình dung ra được là cái à, cái chất tuyệt vời ở cái ý theo thầy hiểu là như vậy à, sau đó để giải quyết các câu hỏi này thì bây giờ các bạn à, à, hiểu được nội dung rồi thì chúng ta chúng ta ứng dụng ngay vào câu hỏi thực tiễn à, như vậy theo phương pháp tư duy là như vậy phương án A là cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Đây là một phương án có 3 giá trị đều đúng, cho nên chúng ta chọn phương án A. Vì sao đáp phương án B lại không được chọn? Phương án B ban đầu và chuyên sâu cũng đúng, nhưng là nó chưa đầy đủ, nó nằm trong phương án A. Như vậy A đúng hơn B, à, như vậy B mới có hai cấp thôi. Phương án C cơ bản và chuyên sâu cũng đúng, nhưng nó có hai cấp mà đây là À, phương án A đầy đủ hơn phương án B và phương án C như vậy B C là nằm trong phương án A à, như vậy ở cái nghĩa đúng thì à, chúng ta thấy à, B C cũng đúng A cũng đúng à, chúng ta được lựa chọn trong bốn phương án thì A B C này à, trong ba cái A B C này thì A đúng nhất đầy đủ nhất bao trùm cả B và C cho nên chúng ta chọn phương án A rồi phương án C thì chúng ta, vì sao nó sai? Nó sai chứ nó không đúng. À, sai là có ít nhất một giá trị sai. Ban đầu thì đúng, cơ bản thì đúng, chuyên sâu là đúng, và giá trị thứ tư chuyên khoa là không đúng. À, không đúng à, với à, luật. Tức là không đúng với tài liệu. Cho nên phương án D bị loại trừ. À, trong câu này, có phương án A và B và C đều đúng. Nhưng A đúng và đầy đủ nhất. Cho nên chúng ta phải chọn A. Nó bao trùm B và C. Và đáp án đúng trên nền vàng G-Connect Answer ban đầu cơ bản ở chuyên sâu, đó thì các bạn thấy tuyệt vời không này? À, các bạn học hiểu nội dung thì các bạn ứng dụng vào các bạn duyệt khi các bạn đang học ở nhà, các bạn phải hiểu như vậy để kỳ thi chính thức diễn ra, ra đề cái gì các bạn cũng làm được, à, tin chắc là như vậy. Chứ còn tránh trường hợp học thuộc nhé. học thuộc đến, đến khi không đúng một đó cái okay, thì không làm được gì. À, hiểu nội dung và à, nó xuất hiện câu hỏi là các bạn làm được, đó, cứ cứ lần lượt như vậy, các bạn di chuyển từ trên xuống dưới để các bạn thấy. À, nội dung câu hỏi à, các bạn phải soi kỹ từng phương án đó thí dụ như các bạn đọc ở đây này các trường hợp miễn thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới phương pháp mới ngoại trừ à, loại câu này các bạn thấy là tìm ra được ba phương án tức là ba trường hợp được miễn thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới phương pháp mới thì trừ ba phương pháp này ra thì phương án còn lại là phương án pháp à, phương án còn lại chính là ngoại trừ À, cái từ logic đây, cái loại câu này tương đương với à, cái loại câu hỏi là trường hợp nào sau đây không thuộc trường hợp miễn thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới, đó, tức là có nội dung sa, à, chúng ta tìm ra cái loại câu này tương đương với cái cách hiểu là tìm ra ba à, phương án có nội dung đúng về miễn thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới. À, tìm ra một phương án có nội dung sai về miễn thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới phương pháp mới đó các bạn phải hiểu được nội dung và à, loại câu hỏi này chúng ta có nhiều cách để làm bài à, từ đó các bạn hiểu là để gặp cái câu hỏi ngoại trừ thì các bạn luôn luôn nghĩ là à, tìm ra ba phương án đúng à, một phương án sai có nội dung sai phương án có nội dung sai chính là phương án ngoại trừ đó, các bạn hiểu được như vậy là các bạn à, tư duy rất là tốt như vậy chúng ta tư duy logic là chúng ta phải tìm ra ba cái đúng à, trừ ba cái đúng đi còn lại một cái sai cái sai đó chính là ngoại trừ à, Thầy giáo kỹ à, nhấn mạnh kỹ như vậy chúng ta đọc từng nội dung phương án từng nội dung phương án từng nội dung phương án nó rất là dài phải xoay kỹ mới thấy có thể nó sai một cụm từ à, nào đó hoặc nó sai một từ nào đó là nội dung đó là sai rồi. thí dụ các bạn đọc các bạn thấy B là có nội dung đúng như uh, trong luật. Uh, uh, phương án A là có nội dung sai. Uh, phương án A nó sai một cụm từ thôi. thí dụ như các bạn đọc là uh, kỹ thuật mới phương pháp mới được nghiên cứu tại nước ngoài đã được đã hoàn thành việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và các giai đoạn theo quy định uh, của nước sở tại và được nghiệm thu hoặc công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành uy tín được xem là miễn thử nghiệm lâm sàng đến giai đoạn 2 Thì chúng ta thấy nó sai cái chữ số 2 này thôi này à, Như vậy, à, được xét miễn nghiệm lâm sàng đến giai đoạn 1 Nhưng ở đây lại viết là giai đoạn 2 Cho nên phương án A có nội dung sai Đấy, nó sai có một từ giai đoạn 1, giai đoạn 2 là đã sai rất lớn rồi Đó, cho nên phương án A chính là nội dung sai Đáp án đúng ở đây chính là phương án A là phương án có nội dung sai Còn phương án B, C có nội dung đúng Như vậy chúng ta phải soi kỹ từng nội dung một trong quá trình học Thì khi đó các bạn nhận diện ra được đâu là nội dung sai, đâu là nội dung đúng Thì kỳ thi chính thức diễn ra là các bạn mới làm tốt được Thí dụ như dạng câu này mà các bạn không chuẩn bị trước ở nhà Thì các bạn soi rất là khó khăn đây Phương án sai nó chỉ sai có mỗi con số 2 nó đúng là con số 1 nhưng mà ghi thành số 2 là nó là sai rồi ấy. đúng không à, lâm sàng giai đoạn 1 giai đoạn 2 là sai cơ bản rồi vì vậy phương án A là có nội dung sai đã xin giới thiệu với các bạn cái à, để các bạn soi kỹ như vậy để các bạn tìm ra được cái cụm từ nó sai ở chỗ nào đó phải hiểu nội dung mà đó, để các bạn thấy à, thí dụ như là các bạn đọc cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện nhiệm vụ à, của cả ba cấp ba cấp chuyên môn kỹ thuật thì được xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật nào thì các bạn đã nạp dữ liệu báo các bạn là điều 104 rồi nếu thực hiện được các ba cấp vì xếp cấp chuyên môn chỉ được các xếp một cấp thôi thì chúng ta suy luận ra là cấp cao nhất khi mà đã đã làm được ba cấp thì cấp cao nhất sẽ là à, là cấp xếp hạng chuyên môn kỹ thuật vì vậy các bạn hiểu nội dung thì câu này các bạn liếc và phát các bạn làm được làm được ngay phương án a ba cấp ban đầu cơ bản và chuyên sâu À, là không đúng vì chỉ được xếp một cấp thôi. Phương án B cấp chuyên sâu là đúng. À, như vậy có ba cấp, cấp cao nhất là cấp chuyên sâu. Cho nên ở đây làm là các ba cấp là cấp chuyên sâu. Phương án B trả lời cho câu hỏi này. Phương án C vì sao sai? Hai cấp cơ bản và chuyên sâu là nó không đúng với nội dung là chỉ được xếp một cấp. À, phương án D cấp ban đầu thì anh thì cái cơ sở này được làm ba cấp thì cái cấp ban đầu là thấp nhất cho nên à, là sẽ được không không đúng cho nên à, phương án B cấp truyền sâu à, tương tự như vậy à, chúng ta thấy câu sau đây các bạn liếc một phát tìm được ngay cơ sở khám chữa bệnh thực hiện được nhiệm vụ cấp ban đầu và cấp cơ sở được cấp vào chuyên môn kỹ thuật nào chưa cần phải đọc phương án A B C D các bạn biết được ngay đó là thực hiện à, xếp vào cấp cơ bản đúng không đấy thì chúng ta căn cứ điều 104 là các bạn dạ. giải quyết được ngay đó có khi đọc các dữ liệu là tư duy nó nhanh lắm. À, giới thiệu với các bạn như vậy. Hay là các bạn đọc à, một cái định nghĩa hay giải thích từ ngữ là cơ sở khám chữa bệnh là. Đây là cái giải thích từ ngữ. À, tức là hai là thuật ngữ. À, giải thích cái từ ngữ này là cơ sở khám chữa bệnh là gì. Thì căn cứ điều 2 các bạn mở à, điều 2 lên các bạn đọc. Sau đó các bạn so sánh cái phương án đúng với phương án sai. À, ví dụ các bạn đọc phương án đúng này, cơ sở à, khám chữa bệnh là là cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động khám chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. À, các bạn chú ý là à, cơ quan có thẩm quyền của ai của Việt Nam nhé, phải để ý là của Việt Nam à, cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Trong cái cụm từ này các bạn để ý nhấn mạnh nhất là cấp có thẩm quyền của Việt Nam. Thế thì các bạn soi vào phương án đúng này để các bạn học vì sao phương án ba phương án còn lại lại sai. Đó. Thì các bạn đọc phương án A này, các bạn soi này, cơ sở đã được cơ quan nhà nước thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động khám chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh có nội dung đúng như trong điều 2 cho nên phương án A là phương án đúng. Phương án B cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Như vậy phương án B này nó thiếu đi cái cụm từ là à, thẩm quyền của Việt Nam. Thì viết như thế này có nghĩa là thẩm quyền à, của Việt Nam hay của nước nào? Đó, cho nên phương án B nó thiếu đi cái cụm từ à, của Việt Nam. À, cho nên nó là à, phương án sai. Phương án C cơ sở cố định cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Thì ở đây chúng ta thấy là đã được cơ sở có thẩm quyền Việt Nam cấp thì ở đây lại là cơ sở cố định lưu động là nó không đúng với nội dung trong à, luật. Phương án D, cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh Việt Nam. Thì ở đây cái định nghĩa này là lại khẳng định đã được cấp rồi. Đó, là đã được cấp rồi mà trong khi đó à, chúng ta để ý là à, cơ quan có thẩm quyền cấp là cái định nghĩa thôi đó. đó từ đó chúng ta nhận ra được BCG nó có nội dung sang, à, như thế nào đó thì chúng ta thấy phương án B nó thiếu đi cái cụm từ của Việt Nam đó để các bạn các học theo phương pháp như vậy các bạn khi học là phải chuẩn bị vì sao đúng vì sao sai để mình rèn kỹ năng tư duy chứ không phải các bạn chỉ học nội dung câu hỏi thí dụ các bạn học thuộc này cơ sở khám chữa bệnh là và các bạn thuộc cái nội dung điểm a thì khi chính thức cái là à, các bạn lung túng là cái phương án b c d chẳng hạn nó sai khác một từ là các bạn lung túng này nó là là gặp là khó khăn trong quá trình học đấy giới thiệu với các bạn như vậy chúng ta cứ bình tĩnh để các bạn soi các bạn tìm ra phương pháp học thí dụ như các bạn đọc cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh phương án a là trung tâm y tế phương án b bệnh viện chuyên sâu phương án d bộ quốc phòng phương án d phòng y tế như vậy các bạn thấy là cái cơ sở uh, cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy phép này là cái cơ quan là người ta gọi là cơ quan quản lý nhà nước ấy. thì chúng ta thấy là à, các bạn tư duy à, căn cứ vào à, từ cái năng lực tư duy trung tâm y tế là hoạt động à, chuyên môn rồi cho nên bị loại trừ rồi à, bệnh viện chuyên sâu là chuyên môn rồi à, còn lăn tăn cái bộ quốc phòng và phòng y tế thì phòng y tế này nói là ví dụ ở cấp huyện thì không có thẩm quyền cấp giấy phép khám chữa bệnh suy ra phương án còn lại là ở câu hỏi này là bộ quốc phòng là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh đối với bộ quốc phòng đối với các bệnh viện thuộc bộ quốc phòng đấy thì các bạn tư duy thôi cho đến câu sau các bạn có năng lực tư duy rồi các bạn giải quyết được ngay đâu là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh Phương án A Bộ Y tế, Sở Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Phương án A là có nhiều giá trị thuộc thuộc vào cái loại câu là tất cả các giá trị đều đúng thì là phương án đúng. Phương án B Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Y tế, Bộ Công an. Thì phương án B có một giá trị sai đó là Trung tâm Y tế không phải là đơn vị quản lý nhà nước cho nên là phương án B bị loại trừ. Phương án C Bộ Y tế, Sở Y tế, Bộ Quốc phòng, Phòng Y tế phòng y tế ví dụ phòng y tế cấp huyện không có chức năng quản lý nhà nước về cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh cho nên phương án C có một giá trị sai bị loại trừ phương án D Bộ Y tế Sở Y tế Bộ Quốc phòng Bộ Công an Bệnh viện chuyên sâu thì cái bệnh viện chuyên sâu này không phải là cơ quan quản lý nhà nước cho nên phương án D bị loại trừ như vậy B C D đều là các phương án có nội dung ít nhất một giá trị sai thì gọi là phương án sai nội dung câu hỏi này chúng ta chọn phương án A tất cả các giá trị đều đúng Đó là Bộ Y tế, Sở Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đều có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động à, hành nghề khám chữa bệnh phương pháp tuyệt vời không này à, giới thiệu với các bạn như vậy chúng ta hiểu nội dung và có phương pháp học từng loại câu hỏi trắc nghiệm thì ra đề Cứ gì ta cũng làm được à, đây là cái kinh nghiệm dạy đại học này phải, phải giáo dạy sinh viên phải hiểu sâu như vậy khi các bạn đang học ở nhà các bạn học chậm một chút đừng có vội để nó ngấm vào dữ liệu vào óc các bạn thì khi kỳ thi chính thức diễn ra các bạn tư duy mới nhanh được ví dụ các bạn tư duy loại trừ trừ ba cái đúng đi còn lại một cái sai đó thì là phương pháp tư duy cứ làm như vậy là các bạn có năng lực học chậm một chút ở nhà nhưng mà kỳ thi chính thức diễn ra các bạn làm rất nhanh còn các bạn học lướt ở nhà thì kỳ thi chính thức diễn ra lại lung túng ngay Đấy, phương pháp là như vậy à, tránh cái trường hợp học thuộc nhé học thuộc là 50-50, không rơi vào đó các bạn làm sao được à, mà rơi ra cái không rơi vào cái chỗ các bạn thuộc thì vô tài chấm con và thi trắc nghiệm thầy giáo cũng khẳng định không thể học thuộc được vì nội dung câu hỏi nó phơi bày hết lên màn hình rồi nội dung phương án nó phơi bày hết lên màn hình rồi việc gì phải học thuộc đúng không nha? làm sao mà học thuộc được cả cái luật mấy chục trang đấy? các bạn thuộc được vì là cực kỳ giỏi đấy À, vì vậy các bạn không thể học thuộc được nó không giống như là làm bài thơ bài thơ thì các bạn thuộc được chứ còn nội dung kiến thức về các thông tư nghị định các văn bản quy phạm pháp luật các nghị quyết nó rất là dài đó vì vậy các bạn phải học theo phương pháp hiểu nội dung rồi có năng lực tư duy năng lực ứng dụng và thực tiễn là các bạn làm được à, các bạn muốn học lại cái mục này hoặc là học cái mục khác các bạn kích chuột vào mục một lớn này à, nó lại quay lui cái các tài liệu khác hoàn toàn học tương tự Bây giờ để kết thúc phiên làm việc với phần mềm, các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có cái hình người này, các bạn nhấn nút trái một lần thì các bạn chọn chữ thoát là để các bạn thoát ra khỏi phần mềm. Quy trình sử dụng máy tính thực hiện 3 bước vào cũng 3 bước ra cũng 3, 3 bước. Vào là gì? Một là bật nguồn điện, hai là khởi động Windows. Thì khởi động Windows là máy tính nó tự động làm. Bước thứ ba là khởi động À, chương trình ứng dụng Tức là các phần mềm ứng dụng Thì các bạn phải phải làm à, Thế còn ra, ra thì là ngược lại à, Bước 1 là thoát ra khỏi phần mềm ứng dụng à, Bước 2 là sắt đau in đâu Bước 3 tắt nguồn điện máy tính Thì các bạn cứ tuân thủ 3 bước như vậy Để bảo đảm phòng chống cháy nổ đối với máy tính Mặc dù nó rất hiếm xảy ra Rất hiếm, rất hiếm Nhưng nó xảy ra thì sao Vì vậy các bạn cứ tinh thần chuẩn bị là làm đúng quy trình ba bước để bảo tồn dữ liệu đồng thời an toàn phòng chống cháy nổ, đồng thời nó bền máy tính, cú bền tại người mà. À xin giới thiệu với các bạn như vậy thì các bạn nên thực hiện như vậy. À, chúng ta chọn thoát để thoát ra khỏi phần mềm. À, như vậy chúng ta đã thoát ra khỏi phần mềm rồi thì đến đây các bạn shut down Windows rồi các bạn tắt nguồn điện máy tính để an toàn phòng chống cháy nổ và bền máy tính như tôi giới thiệu với các bạn. À, các bạn xem video của thầy giáo hay và bổ ích. Nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube à, kênh của thầy giáo để các bạn nhận được hai cái tiện ích. Tiện ích thứ nhất các bạn xem video bài giảng theo từng mục. Tiện ích thứ hai có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất. À, như vậy à, các bạn có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm à, thì hãy kết nối Zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình sau khi các bạn kết nối Zalo các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng các bạn chiêm mưu bài giảng của thầy hoàn toàn miễn phí phần mềm của thầy là phần mềm phi lợi nhuận à, chúc các bạn thành công